Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Cơn bão số 6 với sức gió giật trên cấp 15 đang càn quét nhà nước Trung Quốc, nhất là ở thủ phủ Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía nam của Trung Quốc, gây ra ngập lụt trên diện rộng. Hôm qua, vào lúc 23 giờ đêm, giờ miền đông của phía Trung Quốc, cơ quan cảnh báo khí tượng nhà nước Bắc Kinh cho hay cơn bão số 13 với sức gió tại tâm bão giật trên cấp 15, sức gió rất mạnh đã càn quét thủ phủ Bắc Kinh và các tỉnh miền nam, gây ra ngập lụt trên diện rộng và làm cho cây cối bị đổ sập, đường xá, cầu cống bị tê liệt. Người dân khuyến cáo không được đi ra ngoài đường và đây là một trong những điều tồi tệ mà nhà nước Trung Quốc tiếp tục phải đón nhận ngày thứ 32 đen tối. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã trải qua 31 ngày không biết tới ánh sáng mặt trời. Tất cả bầu trời ở 28 tỉnh thành phía Nam chỉ có một màu đen duy nhất, đó là màu xám, màu vàng và màu đen. Chưa bao giờ Trung Quốc nhìn thấy mặt trời. Như vậy, mặt trời đã không xuất hiện ở Trung Quốc tới ngày thứ 32. Đây là một trong những điều vô cùng đi ăn tối cho Bắc Kinh nhưng lại là thông tin vui cho nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nga và rất nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì Trung Quốc đáng bị trừng phạt. Dường như mẹ thiên nhiên vẫn ra tay trừng phạt Bắc Kinh bằng những trận siêu bão và làm cho 4 con đập bị vỡ chỉ trong vòng 10 ngày qua. Nhà nước Trung Quốc phải đưa ra cảnh báo đỏ. Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc cũng phải thốt lên rằng, trời ơi! Sao mưa to, gió lớn lại liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh thế này khiến cho hơn 100 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán suốt trong đêm ngày hôm qua. Tình hình ngập lụt ở khắp mọi nơi, những ngôi nhà cao 4 đến 5 tầng bây giờ chỉ còn cái tầng trên cùng là không bị ngập. Hiện tại nhà chức Trung Quốc đang gặp vô vàn những điều khó khăn và đau buồn. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang phải gánh chịu mà thôi. Bởi những gì Trung Quốc gây ra cho thế giới là vô cùng tồi tệ. Giống như việc Trung Quốc đã đàn áp nước trên thế giới để cướp Biển Đông và Trung Quốc là nước duy nhất tung con Covid ra ngoài thế giới, để bây giờ làm cho hơn 219 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này nhiễm Covid-19 và làm không biết bao nhiêu gia đình bệnh bị lao đao, các ngành nghề bị lâm vào cảnh phá sản và làm đứt chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc Trung Quốc gây ra những điều tồi tệ cho thế giới, bây giờ Trung Quốc phải gánh chịu những hậu quả do thiên tai, lũ lụt mà thôi. Kính thưa quý vị, đó là một trong những thông tin vô cùng mới liên quan tới cơn bão số 13 đang đổ bộ vào phía Trung Quốc. Hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật cơn bão số 13. Cơn bão giật trên cấp 15 đang có sức gió vô cùng mạnh, đổ bộ vào quảng trường Thiên An Môn của phía Trung Quốc gây ra ngập lụt ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, nhà nước Trung Quốc đang gặp những nhân quả báo ứng khi những cơn bão siêu mạnh đổ bộ vào Bắc Kinh trong suốt những ngày vừa qua. Hôm nay thì tiếp tục cơn bão số 13 đang đổ bộ vào các tỉnh miền Nam của phía Trung Quốc, gây ra ngập lụt trên diện rộng. Nhà nước Trung Quốc đã phải phát đi thông báo khẩn cấp, cảnh báo người dân nên ở trong nhà và không đi ra ngoài đường. Ngoài ra, vào đêm ngày hôm qua, cơ quan cứu nạn, tìm kiếm cứu hộ của nhà nước Trung Quốc đã phải sơ tán 40 triệu dân lên những đỉnh núi cao để trú ẩn. Hiện tại thì tình hình mưa bão của phía Trung Quốc đang vô cùng tồi tệ và đây là một trong những thông tin vô cùng buồn cho nhà nước Trung Quốc, nhưng lại là thông tin cho các quốc gia trên thế giới, bởi Trung Quốc là một trong những quốc gia không được lòng đối với cả hành tinh này. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, Trung Quốc liên tục đón nhận những tin vô cùng xấu quan tới thời tiết, đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục hoành hành tại thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn cũng như nhiều tỉnh thành ở phía Nam, trong đó có tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, thậm chí cả bến Thượng Hải. Theo trang tin ABC News, trang tin chuyên theo dõi về tình hình mưa bão trên thế giới cho biết thì Trung Quốc trong những ngày vừa qua đang gặp đại họa bởi những cơn bão siêu mạnh vẫn tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc đại lục, gây ra mưa to, gió lớn và lũ lụt ở khắp mọi nơi. Theo trang mạng TikTok nổi tiếng của phía Trung Quốc đăng tải những đoạn video cho thấy rằng người dân của Trung Hoa đại lục đã phải đi tìm tất cả mọi nơi để trú ẩn, trong đó người giàu đã bay sang châu Âu để tránh trú, còn người nghèo thì tìm những đỉnh núi trên cao để trú ẩn. Một số người có biểu hiện trốn chui, trốn lùi qua đường mòn, lối mở để sang Việt Nam, sang Lào và Myanmar nhưng dịch bệnh Covid-19 vẫn đang bùng phát mạnh. Chính vì vậy mà người dân của Trung Quốc không dám vượt biên sang đất của Việt Nam, nếu không sẽ bị các lực lượng, các cơ quan ban ngành bắt giữ, đem đi cách đi 30 ngày. Kính thưa quý vị, trong một bản tin thời sự của kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết thì mưa lũ vẫn đang tiếp tục hoành hành tại nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, gây ra vô cùng những khó khăn cho người dân, còn chính quyền ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao. Bởi vì trong 3 ngày vừa qua, Trung Quốc tiếp tục đón nhận cơn bão số 8,
một trong những cơn bão rất mạnh giật trên cấp 13 tiếp tục đổ bộ xuống các tỉnh thành phía đông và phía nam. Theo ghi nhận của trang tin CCTV Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho hay thì chỉ trong vòng chưa đầy một tháng vừa qua, Trung Quốc đã đón nhận tới 8 cơn bão từ cơn bão số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 hoành suốt những ngày vừa qua thì hôm qua cơn bão số 8 này lại tiếp tục đổ bộ như chút nước vào phía Trung Quốc, làm cho Bắc Kinh đại lục hứng chịu lũ lụt trên diện rộng. Theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, mưa lớn và lũ lụt buộc hàng ngàn người phải sơ tán ở tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Vân Nam của phía Trung Quốc. Nhà chức trách Trung Quốc đã kêu gọi người dân trên khắp cả nước hãy chuẩn bị ứng phó với những trận mưa to, gió lớn, động đất vỡ đê, vỡ đập và mưa như chút nước từ thượng nguồn con đập Tam Hiệp đổ với vùng hạ lưu. Người ta cho rằng đây chính là mẹ thiên nhiên muốn ra tay trừng phạt Trung Quốc mà thôi, bởi vì xung quanh láng giềng Trung Quốc như Việt Nam, Lào, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản hầu như là không bị cơn bão nào càn quét qua. Theo một tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng Trung Quốc cho hay, tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa xối xả kể từ đầu tháng 3 đã làm tăng mực nước tại 14 con sông, cuốn trôi tàu thuyền và cầu cống, buộc hơn 44 triệu người phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm. Mặc dù chưa có thông tin về thương vong nhưng truyền thông nhà nước Trung Hoa đại lục đưa tin mưa lớn và lũ lụt sẽ tiếp tục gây ra ảnh hưởng trên diện rộng và làm ảnh hưởng tới 120 triệu người dân trên cả nước, khiến một số tuyến tàu hỏa phải ngưng hoạt động. Thiệt hại ước tính hơn 176 triệu nhân dân tệ, tương đương với cả khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Khoảng 2.700 ngôi nhà ở các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam được báo cáo là không có điện sử dụng, cây cối điện đường, trường, trạm thì bị phong tỏa, ô tô, tủ lạnh, TV trôi lênh láng dưới sông và bây giờ đường của phía Trung Quốc đã biến thành sông. Cách đó khoảng tầm 900 km về phía Đông Bắc, thành phố rất nổi tiếng ở tỉnh Sơn Tây mang tên là Hãn Sơn. Nhiều ngày qua đã chứng kiến nhiều chiếc xe hơi hạng sang cũng đang bơi lội dưới dòng nước lũ. Thành phố Tấn Thành cũng thuộc tỉnh Sơn Đông vừa nâng mức cảnh báo mưa lớn lên thành màu đỏ, mức cao nhất. Kính thưa quý vị, Bắc Kinh thường ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm hàng năm. Tại tỉnh Hà Bắc, giáp danh với cả thủ phủ Bắc Kinh, mưa lớn và dông bão trong những ngày vừa qua liên tục xảy ra, khiến cho máy bay phải tạm thời không cất cánh và hạ cánh xuống sân bay thành phố Thạch Gia ở thủ phủ tỉnh Giang Tây. Theo rất nhiều nguồn tin cho rằng, thiên tai và thảm họa sẽ tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc để trừ khử Bắc Kinh thay cho các nước trên thế giới, bởi những gì mà Trung Quốc gây ra cho thế giới là vô cùng to lớn. Cựu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump còn cho rằng chính Trung Quốc là nước nguy hiểm không chỉ cho nước Mỹ mà cho toàn cầu. Chính vì vậy mà bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt Trung Quốc là hoàn toàn chính đáng. Kính thưa quý vị, tờ báo rất nổi tiếng của Hồng Kông cho rằng lũ lụt đang hoành và đang khiến cho khoảng tầm 12 triệu người dân của Trung Hoa đại lục rơi vào cảnh khốn cùng. Đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử đã xuất hiện tại Trung Quốc đại lục vào năm ngoái, nhưng năm nay mưa to, gió lớn còn dự báo là nhiều hơn khiến cho chính quyền nhà nước Trung Quốc không biết phải làm sao. Hiện tại thì Bắc Kinh đang đưa ra cảnh báo, bởi vì năm nay lượng mưa nhiều khả năng sẽ cao hơn năm ngoái. Chúng ta còn nhớ năm ngoái Trung Quốc đã phải hứng chịu tới 98 ngày đêm mưa to, gió lớn, bầu trời của Trung Quốc chỉ có một màu duy nhất đó, nó màu đen tối mà thôi. Tại tỉnh Tứ Xuyên, mưa bão đã khiến mực nước tại 16 con sông dâng cao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 120 triệu người dân tại các tỉnh lân cận. Trung Quốc có những con sông lớn như con sông Trường Giang hay còn gọi là con sông Dương Tử nơi có con đập Tam Hiệp xây chắn ngang và sông Hoài Hà. Ngoài ra còn có sông Mekong và rất nhiều các nhánh sông khác. Dự báo nếu như mưa to, gió lớn tiếp tục xảy ra thì nhiều khả năng vỡ đê, vỡ đập sẽ tiếp tục làm cho người dân của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cao nhất kể từ khi lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng tới nhiều khu vực trên cả nước. Vào năm ngoái, nhiều cuộc diễn tập ứng phó với lũ lụt cũng đã được tổ chức trước mùa mưa bão vào những tháng vừa qua. Năm 2020, Trung Quốc đã ghi nhận đợt lũ tồi tệ nhất trong 1.000 năm trở lại, đầy ảnh hưởng tới khoảng tầm 600 triệu người và làm thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính quyền của phía Trung Quốc cảnh báo lượng mưa năm nay có thể cao hơn năm ngoái. Bộ Thủy lợi nhà nước Trung Quốc hôm tháng 6 vừa qua đã nhiều lần kêu gọi người dân và các cơ quan, ban ngành hãy nỗ lực phòng chống lũ lụt. Tuy nhiên, họ vẫn không thể nào đánh bại được mẹ thiên nhiên và đấng tối cao, Đức Chúa Trời. Hôm qua, lính cứu hỏa và rất nhiều các ban ngành của phía Trung Quốc như bộ đội, công an ở khắp nơi đã vào cuộc. Tuy nhiên, mưa to, gió lớn vẫn làm tê liệt toàn bộ điện, đường, trường, trạm khiến cho Bắc Kinh bị tê liệt hoàn toàn. Và bây giờ thì Trung Quốc đang gặp nhân quả báo ứng. Theo Bộ Thủy lợi của Bắc Kinh, sông Hoàng Hà, một trong những con rất nổi tiếng của phía Trung Quốc đang là thời điểm trọng yếu của việc kiểm soát lũ năm nay. Hệ thống kiểm soát lũ trên lưu vực sông Hoàng Hà chưa hoàn thành, các con đập có liên kết yếu. Việc ngăn lũ trên các con sông vừa và nhỏ gặp vô vàn những khó khăn, cán bộ cùng những ban ngành của địa phương Trung Quốc đang thiếu trầm trọng kinh nghiệm về chống lũ.
hai đường chính từ thành phố Trung Hoa Đại Lục tới các tỉnh khác đang bị cô lập. Theo những đoạn video do những người dân của phía Trung Quốc đăng tải lên mạng TikTok cho rằng dường như là Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu những điều đồ tồi tệ do lũ lụt gây ra. Điều đó cho thấy rằng các quan chức trong cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình không quan tâm tới người dân, không quan tâm tới việc chống lũ, chống mưa, chống bão mà họ chỉ quan tâm tới Biển Đông và đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực mà thôi. Chính vì vậy mà các nước trên thế giới mong rằng mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục xảy ra để trừng phạt Trung Quốc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, Trung Quốc hôm qua cho biết nước này đã triển khai lực lượng tàu chiến bán đạn thật để xua đuổi một tàu chiến của Mỹ đi ngang qua các vùng biển tranh chấp ở ngoài Biển Đông. Bản tin của tờ báo nổi tiếng Trung Quốc có tên là China Morning Post dẫn lời một tư lệnh của chiến khu miền Nam Trung Quốc nói, tuần dương hạm dẫn đường USS của Mỹ đã tiến vào vùng Biển Đông, gần quần đảo Trường Sa hôm thứ Sáu mà không được phép của chính phủ Trung Quốc. Tuyên bố cho biết Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Bắc Kinh đã triển khai các lực lượng hải quân và không quân và bí mật theo dõi các tàu của Mỹ và ra cảnh báo yêu cầu tàu USS của Mỹ rời khỏi vùng biển đang tranh chấp của phía Trung Quốc. Bắc Kinh còn cho hay Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trên không và trên biển để tránh xa những sự cố có thể đe dọa đến an ninh quốc phòng của Bắc Kinh. Thưa quý vị, trong một tuyên bố hôm ngày thứ Năm, Đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng các tàu chiến của Mỹ hoạt động gần quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa để thách thức chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo này. Theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times dẫn lời các quan chức của Hạm đội Thái Bình Dương xác nhận Hải quân của Hoa Kỳ đã điều một tuần dương hạm mang theo tên lửa dẫn đường đi ngang qua quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. USS Nimitz đi ngang qua quần đảo Trường Sa sau khi cập cảng ở Hồng Kông với tàu sân bay Ronald Reagan và tàu USS Nimitz vào tuần trước. Thưa quý vị, ngay sau đó, một quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc đã thúc giục hải quân của nước này dùng vũ lực để ngăn chặn các hành động trên của Mỹ trên Biển Đông khi phát biểu tại một hội nghị quân sự cuối tuần qua ở Bắc Kinh. Theo hãng Reuters cho biết, Đại tá Trung Quốc Đới Húc, Chủ tịch Viện An toàn và Hợp tác Hàng hải nói tại hội nghị rằng, nếu như tàu chiến của Mỹ một lần nữa mà đi vào hải phận của Trung Quốc, thì tôi gợi ý rằng chúng ta nên cử hai tàu chiến, một để chặn chúng lại, còn một sẽ đâm vào chúng. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc trích lời ông Đới Húc nói rằng, trong lãnh hải của chúng ta không cho phép bất cứ một tàu nước nào, đặc biệt là tàu của Mỹ gây xáo trộn và mất an ninh quốc gia. Bình luận của đại tá Trung Quốc đưa ra sau khi tàu chiến của Trung Quốc và tàu USS của Mỹ đã có những va chạm trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Một tàu của Trung Quốc lúc đó đã tăng tốc lao lên phía trước. Tàu còn lại đã đâm và bắn đạn thật vào tàu USS của Mỹ, nhưng Hải quân của Hoa Kỳ đã nhanh chóng cho tăng tốc và đâm húc vào một tàu chiến của Trung Quốc. Ngay sau đó, một số tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đã bám ngay phía sau và tăng tốc lao lên uy hiếp tàu USS của Mỹ, buộc Hải quân của Mỹ phải cho phóng hỏa thiêu trụi một tàu chiến của Bắc Kinh. Ngay sau đó, phía Trung Quốc đã cho rút quân và cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi vùng đang có xung đột và trở về đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Còn tàu USS của Mỹ đã đi vào vùng Biển Đông một cách an toàn. Theo tiết lộ của một chỉ huy hải quân của Mỹ cho biết, tàu USS của Mỹ đã bị các tàu chiến của Trung Quốc bổ vây và gây sức ép. Tôi thấy các tàu chiến của Trung Quốc rất hung dữ và chúng đã chặn cũng như định đâm vào sườn của tàu chúng tôi. Việc chúng tôi xuất hiện ở Biển Đông là hết sức bình thường bởi vì chúng tôi có một sứ mệnh cao cả, đó là tuần duyên, tuần tra theo định kỳ ở Biển Đông. Nhưng phía Trung Quốc coi hành động đó là đang gây hấn, buộc chúng tôi phải phóng hỏa để bảo vệ. Tôi nhấn mạnh rằng hải quân của Trung Quốc không nên đụng độ và gây căng thẳng với hải quân của chúng tôi vì các bạn biết đấy, chúng tôi có thể phá hủy 10 con tàu chiến của Trung Quốc chỉ trong một thời gian rất ngắn.
Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng khi phía Trung Quốc liên tục cho các tàu chiến quấy nhiễu và quấy phá khu vực Biển Đông nhằm thị uy sức mạnh cũng như bắt nạt các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hải quân của Mỹ ngay lập tức đã có mặt dày đặc trên Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc và ngăn chặn sự bành trướng hung hăng của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra rằng sức mạnh hải quân của Mỹ với Trung Quốc ai xứng đáng để trở thành người bá chủ ở Thái Bình Dương. Thì xin thưa với quý vị rằng, dù sở hữu số lượng tàu chiến lớn hơn, hải quân của Trung Quốc vẫn thua kém rất xa hải quân của Mỹ trong lĩnh vực, công nghệ và năng lực tác chiến. Vì thế, nếu xảy ra xung đột và chiến tranh ở Biển Đông, thì hải quân của Mỹ sẽ đánh bại hải quân của Trung Quốc và sẽ khiến cho Trung Quốc thất bại thảm hại trên Biển Đông. Cho tới nay, hải quân của Mỹ vẫn luôn đứng đầu thế giới về sức mạnh và năng lực khi sở hữu số lượng tàu sân bay và tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu hộ vệ, tàu ngầm và nhiều loại tàu chiến khác cùng các đơn vị đặc nhiệm. Có thể nói, hải quân của Mỹ là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội của Mỹ cũng như hải quân trên toàn thế giới. Theo thông tin chính thức trên trang web của Hải quân của Mỹ, tính tới tháng 3 năm 2019, hải quân của Mỹ đã có gần 430.000 quân nhân, với 322.000 người trong biên chế và 108.000 người sẵn sàng nhập ngũ. Sức mạnh lớn nhất của Hải quân Mỹ phải kể tới các tàu sân bay hiện đại. Hiện Mỹ đang có 10 tàu sân bay cỡ lớn hoạt động ở ngoài Biển Đông. Vì thế, khi xảy ra xung đột trên Biển Đông, Hải quân của Mỹ sẽ báo động và ngay lập tức các tàu chiến, tàu sân bay, máy bay chiến đấu sẽ tập kết và quy tụ tại một chỗ để đánh tan quân thù. Hải quân của Trung Quốc sẽ rất dè chừng hải quân của Mỹ ở ngoài Biển Đông. Hiện hải quân của Mỹ đang được triển khai hoạt động trên khắp thế giới với khả năng phản ứng cực nhanh trước các cuộc khủng hoảng với quy mô toàn cầu, cũng như tham gia các cuộc tập trung với các nước đồng minh, trong đó có khối ASEAN. Mới đây nhất, hải quân của Mỹ đã có cuộc tập trận chung với cả hải quân các nước ASEAN. Cuộc tập trận đó là lời răn đe cũng như là lời nhắn nhủ gửi tới cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động ngang ngược, bành trướng và vô lý trên Biển Đông, nếu không hải quân của Trung Quốc sẽ bị đánh sập. Ngoài lực lượng tàu sân bay nổi tiếng của Mỹ, biểu tượng đặc trưng của Hải quân Hoa Kỳ, Mỹ hiện đang biên chế 22 tàu tuần dương, 62 tàu khu trục, 30 tàu đổ bộ và 18 tàu chiến tấn công ven biển. Bên cạnh đó, tất cả các tàu ngầm của Mỹ đều sử dụng năng lượng hạt nhân, bao gồm gần 100 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Nói cách khác, hải quân của Mỹ đang nắm trong tay hơn một nửa tàu chiến cỡ lớn nhất trên thế giới. Tính tổng thể, hải quân của Mỹ đang có 275 tàu chiến trong biên chế và hơn 3.700 chiếc máy bay chiến đấu. Quy mô hạm đội tàu chiến của Mỹ còn lớn hơn cả 13 hạm đội hùng mạnh nhất trên thế giới cộng lại. Trong khi đó, hải quân của Trung Quốc chỉ giới hạn trong vài chục chiếc tàu, trong đó bao gồm tàu hải cảnh, tàu dân binh, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá ngụy trang. Thế nhưng mỗi khi tàu chiến của Mỹ đi vào Biển Đông, các tàu của Trung Quốc rất hung hăng và ngỗ ngược khi lao tới các tàu chiến của Mỹ nhằm xua đuổi cũng như không cho tàu của Mỹ đi vào vùng Biển Đông, mà phía Trung Quốc cho rằng đó chính là lãnh hải của phía Trung Quốc. Vì thế, hải quân của Mỹ và hải quân của Trung Quốc liên tục có những xung đột và đụng độ ở ngoài Biển Đông. Gần đây nhất, con tàu chiến của Mỹ đã phải phóng ngư lôi bắn chìm tàu hải cảnh của phía Trung Quốc để cảnh cáo. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hải quân Mỹ và năng lực hải quân của Hoa Kỳ sẽ vẫn vượt trội so với cả hải quân của Trung Quốc trong vòng 10 năm tới. Không chỉ lớn hơn về số lượng cũng như về chất lượng, hàng không mẫu hạm của Mỹ còn được trang bị lò phản ứng hạt nhân và lượng lớn chiến đấu cơ hiện đại, bao gồm cả một số tiêm kích tàng hình F-35 đang thử nghiệm. Trong khi đó, tàu sân bay của Trung Quốc chỉ mang được số lượng nhỏ tiêm kích J-15. Việc không được lắp lò phản ứng hạt nhân khiến tầm hoạt động của tàu Trung Quốc bị hạn chế đáng kể, và trên thực tế cho thấy hải quân của Mỹ lớn mạnh hơn gấp bội hải quân của Trung Quốc. Và theo các chuyên gia nhận định, nếu xảy ra xung đột và xảy ra chiến tranh ở Biển Đông giữa hải quân của Mỹ và hải quân của Trung Quốc, thì phía Trung Quốc sẽ chịu tổn thất nặng nề về quân sự cũng như về kinh tế và để lại hậu quả thảm khốc. Vì theo các chuyên gia cho rằng, hải quân của Mỹ sẽ nhấn chìm hải quân của Trung Quốc trong một thời gian ngắn nếu xảy ra chiến tranh. Thưa quý vị, chắc chắn trong thời gian tới, Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng. Gần đây nhất, phía Trung Quốc đã cho toàn bộ con tàu khảo sát Hải Dương 10 cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển bãi Tư Chính. Nhưng ngày hôm qua, hôm kia đấy thôi, Trung Quốc lại cho tàu Hải Dương Thạch Du 920 tiến sát vào vùng biển. Nó gây ra một sự căng thẳng mới trên Biển Đông.
Trung Quốc nổi khùng khi Mỹ tuyên bố phóng tên lửa nhấn chìm tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times, trích dẫn lời của Đô đốc Davidson Hải quân của Mỹ cho rằng Trung Quốc cho phóng tên lửa ở Biển Đông ngay sau khi Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa có bài phát biểu trước giới lãnh đạo quân sự của Bắc Kinh rằng chúng ta phải bắn tên lửa để thị uy sức mạnh và răn đe các tàu chiến của Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản và một số nước khác khi tàu của nước này đi vào địa phận Biển Đông. Bởi vì các hành động tàu chiến của các nước trên đi vào khu vực Biển Đông là đe dọa đến an ninh quốc gia của Trung Quốc, vì thế chúng ta phải bắn tên lửa. Theo ông Ngụy Phượng Hòa, đó cũng là một thông điệp cảnh báo không chỉ nhằm tới Hải quân Mỹ, mà Bắc Kinh muốn cho cả thế giới biết rằng không một ai, không một nước nào có thể đem tàu chiến dọa nạt, bắt nạt Trung Quốc ngoài Biển Đông được. Thưa quý vị, ngay sau đó, tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, trong một diễn đàn an ninh về Biển Đông, Đô đốc Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Bắc Kinh vẫn ngạc nhiên, ngông cuồng, tăng cường quân sự hóa ở ngoài Biển Đông, vẫn dương oai nhằm thị uy sức mạnh thể hiện thói hung hăng vô độ ở ngoài Biển Đông, bất chấp việc lên án của các nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới. Ngoài ra, Bắc Kinh còn không tôn trọng phép tắc ngoại giao khi không trả lời đề nghị của phía Washington về việc thành lập một cơ chế liên lạc nhằm giải quyết dứt điểm các cuộc khủng hoảng ở ngoài Biển Đông, buộc các tàu chiến, tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu sân bay USS của chúng tôi phải khai hỏa để đáp trả lại sự hung hăng ngang ngược của phía Trung Quốc. Chúng tôi đã quyết định cho bắn tên lửa từ tàu chiến của chúng tôi về phía tàu của phía Trung Quốc và kết quả 3 tàu của phía Trung Quốc đã bị chúng tôi nhấn chìm ngoài Biển Đông. Theo Đô đốc Davidson cho biết, đó không phải là hành động gây căng thẳng ở ngoài Biển Đông, đó chỉ là một hành động nhỏ để tự vệ của Hải quân Hoa Kỳ và cũng là một lời nhắn nhủ từ ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc rằng Bắc Kinh không nên gây hấn ở ngoài Biển Đông, nếu không Hải quân Mỹ sẽ có những hành động đáp trả mạnh mẽ tiếp theo. Thưa quý vị, ngay sau đó giới quan chức của Trung Quốc nói rằng Mỹ đừng tính chuyện đưa tàu chiến, tàu sân bay hoạt động tại vùng Biển Đông, Mỹ cũng đừng viện cớ lấy lý do là tự do hàng hải. Theo một quan chức giấu tên của Trung Quốc cho rằng, chúng tôi xin nhắc lại 90% diện tích trên Biển Đông là của Trung Quốc. Đường lưỡi bò đã thể hiện rõ điều đó và chúng tôi yêu cầu phía Hoa Kỳ nên tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh đã mạnh miệng tuyên bố rằng Mỹ không có phận sự gì ở vùng Biển Đông, vì thế yêu cầu phía Washington cũng như hạm đội Thái Bình Dương đi lại tại vùng biển này nếu không muốn bị đáp trả mạnh mẽ từ hải quân của Trung Quốc. Và cũng theo tuyên bố của ông Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cho biết, tại một sự kiện về kiểm soát vũ khí ở Moscow cho rằng tên lửa của chúng tôi được lắp đặt trên lãnh thổ của chúng tôi. Các tàu chiến, tàu hải cảnh, tàu cảnh sát biển của chúng tôi cũng hoạt động tại vùng biển của chúng tôi. Trung Quốc không đặt ra mối đe dọa cho Mỹ nên chỉ ít Mỹ cũng phải tôn trọng chúng tôi. Việc hải quân của Mỹ bắn tên lửa làm chìm tàu của chúng tôi ở ngoài Biển Đông nhất định chúng tôi sẽ không bỏ qua và Bắc Kinh sẽ có đáp trả mạnh mẽ buộc Mỹ phải cho rút toàn bộ tàu chiến và hạm đội Thái Bình Dương ra khỏi vùng Biển Đông. Và ông Phó Thông cho rằng hành động trên của hải quân Mỹ được cho là hành động khiêu khích gây mất ổn định an ninh trong khu vực ở Biển Đông. Đó là hành động châm ngòi cho một cuộc chiến tranh, châm ngòi cho một cuộc xung đột gây căng thẳng cho hải quân giữa hai nước. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của Trung Quốc trích dẫn lời của ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho rằng sắp tới Mỹ đã có một kế hoạch là đưa nhiều tàu chiến, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, lính thủy đánh bộ và tên lửa tiến vào vùng Biển Đông ngày một dày đặc hơn, liên tục hơn. Điều đó sẽ đặt ra mối đe dọa cho các khu quân sự và các đảo nhân tạo của chúng tôi ở ngoài Biển Đông, đe dọa trực tiếp đến sự sống còn của các lực lượng chấp pháp của chúng tôi trên Biển Đông. Vì thế, chúng tôi tuyên bố bằng mọi giá, chúng tôi sẽ dạy cho Mỹ một bài học xác đáng ở ngoài Biển Đông và chúng tôi sẽ quyết tâm ngăn chặn các tàu Mỹ, không cho một con tàu nào của phía Hoa Kỳ xâm lấn vào vùng lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters cho biết, trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin đã tuyên bố Washington muốn sớm triển khai tên lửa ở châu Á, Thái Bình Dương. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân gọi tắt là INF với cả Nga. Thưa quý vị,
tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin đã khiến rất nhiều quan chức của Trung Quốc nổi giận đùng đùng. Ngay sau đó, ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã mạnh miệng tuyên bố rằng nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện những biện pháp trả đũa mạnh mẽ và cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia của mình. Theo các nhà quan sát cho biết, Washington và Bắc Kinh vẫn đang trong tiến trình đối thoại ở mức quân sự. Cũng theo phía Trung Quốc, các quan chức cấp cao quân sự của Bắc Kinh cho biết, việc tiến hành cơ chế liên lạc giải quyết khủng hoảng là việc hết sức cần thiết để làm giảm nguy cơ xảy ra những điều không đáng có và đáng tiếc trên Biển Đông. Theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, dù Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở ngoài Biển Đông, song Mỹ vẫn thường xuyên điều động các lực lượng quân sự và hải quân tiến vào khu vực này để thực hiện tuần tra, đảm bảo tự do hàng hải cũng như là phản đối, ngăn chặn kế hoạch mở rộng quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này. Và các nhà quan sát còn cho biết thêm, dưới các thời Tổng thống Mỹ trước đây, Biển Đông không được Mỹ coi trọng, nhưng dưới thời Tổng thống Joe Biden, chính quyền của ông liên tục điều hải quân và điều tàu chiến có sự hiện diện mạnh mẽ trên Biển Đông. Được biết, phía Trung Quốc đã rất nhiều lần lên tiếng phản đối, thậm chí là điều rất nhiều tàu thuyền bí mật theo dõi, cũng như ngăn cản các hoạt động mỗi khi tàu chiến của Hải quân Mỹ tiến vào Biển Đông. Và theo giới quan sát cho biết, dưới thời Tổng thống ông Joe Biden, ông không chỉ mạnh tay với ông Tập Cận Bình về chiến tranh thương mại, mà ông còn liên tục gây sức ép để ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Và theo các nhà quan sát cho biết, mục đích của Tổng thống Joe Biden là dập tắt tham vọng cũng như âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, không cho Bắc Kinh biến Biển Đông thành ao nhà của Trung Quốc. Và chính quyền của Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Hải quân của Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện điều các hạm đội chiến hạm cỡ lớn mang tên lửa dẫn đường để tiến vào Biển Đông nhằm giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình và duy trì trật tự dựa trên luật pháp của quốc tế, chứ không như Trung Quốc coi luật pháp của quốc tế như rơm, như dạ. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, theo một cuộc khảo sát thì có rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, ủng hộ Mỹ, ủng hộ chính quyền Tổng thống Joe Biden cho các tàu sân bay USS thường xuyên có mặt ở Biển Đông và tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông một cách mạnh mẽ, bất chấp sự phản đối của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin rất mới và được rất nhiều bạn đọc quan tâm, đó chính là thông tin từ Đại sứ quán Mỹ cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin sẽ đến thăm các nước châu Á. Theo lịch trình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đến thăm Hàn Quốc, sau đó đến thăm Thái Lan và Philippines. Trong chuyến thăm châu Á lần này tại Hàn Quốc, ông Lloyd Austin sẽ tham dự một cuộc họp cực kỳ quan trọng để tham vấn về an ninh Mỹ-Hàn lần thứ 51. Ông dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc để thảo luận về các vấn đề liên quan tới quan hệ đồng minh, cũng như xử lý các vấn đề quan trọng về an ninh quốc phòng trên bán đảo Triều Tiên, cũng như khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Còn ở Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin sẽ tham dự một cuộc họp cực kỳ quan trọng, đó là cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Mỹ đánh giá đây là cơ hội rất tốt và hiệu quả nhất trong hợp tác giữa các bên và là nơi để các lãnh đạo cấp cao thảo luận về các vấn đề quốc phòng trong khu vực cũng như vấn đề về Biển Đông. Còn tại Philippines, ông Lloyd Austin sẽ gặp người đồng cấp để thảo luận thúc đẩy Liên minh Hợp tác An ninh Quốc phòng nhằm tuân thủ các quy tắc và luật lệ quốc tế ở ngoài Biển Đông. Ông Lloyd Austin được Tổng thống Joe Biden cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ thay cho người tiền nhiệm. Ông Lloyd Austin chính thức trở thành lãnh đạo Lầu Năm Góc và ông Joe Biden rất tin tưởng ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin này, bởi vì ông có những quyết đoán rất cứng rắn ở châu Á-Thái Bình Dương và khi ông lên làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thì phía Trung Quốc rất dè chừng. Được biết, quan chức của Trung Quốc ở Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Quốc phòng của Trung Quốc rất dè chừng ông Lloyd Austin này, bởi vì từ khi ông lên làm Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ thì ông đã có những quyết đoán cứng rắn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Biển Đông. Vì thế, chắc chắn truyền thông của Trung Quốc cũng như giới chức của Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao hành trình của chuyến thăm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin, tới 4 nước. Trung Quốc nổi điên khi Mỹ phát lệnh bắt hết 13 tàu thân trắng của Trung Quốc ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, Trung Quốc đang điều rất nhiều tàu thân trắng hoành hành ở ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh, một mặt để dương oai với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines, Malaysia, Brunei. Mặt khác, Trung Quốc muốn thể hiện với cả các nước lớn trên thế giới, đặc biệt là với cả Mỹ. Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh và muốn tuyên bố Biển Đông là của Trung Quốc.
Biển Đông chính là ao nhà của Bắc Kinh. Vì thế, Trung Quốc muốn điều bao nhiêu tàu ra ngoài Biển Đông là quyền của Trung Quốc. Và theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post mới đây, dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ tàu của ai, tàu của nước nào nếu xâm phạm vào Biển Đông thì Bắc Kinh sẽ sẵn sàng ra đâm và húc. Ngoài ra, sẽ bắt giữ để xử theo đúng luật của Trung Quốc. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Hải quân của Mỹ đã điều hạm đội 7 và hạm đội Thái Bình Dương gồm rất nhiều tàu chiến, tàu khu trục tên lửa dẫn đường, tàu sân bay USS và máy bay chiến đấu, máy bay ném bom tiến vào Biển Đông để vây bắt nhóm tàu được cho là tàu thân trắng của Trung Quốc đang hoành hành ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã sử dụng lực lượng tàu dân sự thân trắng để hăm dọa và uy hiếp các nước trong khu vực Đông Nam Á và các nước trên thế giới khi đi qua Biển Đông. Về lý thuyết, những tàu này mang sứ mệnh hòa bình và được triển khai với mục đích thực thi pháp luật dân sự. Nhưng tất cả thế giới đều bị phía Trung Quốc lừa bịp vì những con tàu thân trắng của Bắc Kinh luôn núp dưới vỏ bọc hòa bình. Chứ thực tế, trên Biển Đông, chúng lại rất hung hăng và ngỗ ngược khi liên tục đâm húc và dọa nạt các tàu của các nước khác khi đi vào khu vực Biển Đông. Vì thế, nhiệm vụ và sứ mệnh của Mỹ là tăng tốc đối với chiến thuật tàu thân trắng của Trung Quốc ở Biển Đông một cách gấp gáp. Thưa quý vị, theo tiết lộ của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, Trung Quốc đã sử dụng một cách khôn ngoan lực lượng tàu dân sự thân trắng để hăm dọa và áp đảo các nước khác cũng có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích cho biết, với cái gọi là chiến tranh nhân dân trên biển, Trung Quốc đã triển khai ồ ạt các tàu đánh cá kết hợp với tàu tuần duyên trên biển và các tàu dân quân biển khổng lồ mang vũ khí và tên lửa, sẵn sàng đâm húc và khai chiến với các tàu của các nước khác trên thế giới khi đi vào địa phận Biển Đông, nhằm thị uy sức mạnh và khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh đối với các đảo đang tranh chấp tại vùng biển giàu tài nguyên này. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc lâu nay đã biến những vùng biển không có tranh chấp thành những vùng biển có tranh chấp. Sau đó, Trung Quốc đã sử dụng các tàu thân trắng nói trên, liên tục bao vây những vùng biển được cho là có tranh chấp đó, nhằm thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Và nếu các nước có tranh chấp với cả phía Trung Quốc mà không nghe theo ý của Bắc Kinh, thì ngay lập tức các tàu thân trắng của Trung Quốc sẽ tiến hành sử dụng vũ lực như hăm dọa và đâm húc. Hành động dùng vũ lực ngông cuồng hống hách của các tàu Trung Quốc trên Biển Đông nói trên là không thể chấp nhận được. Phía Trung Quốc đã bị các nước trong khu vực Đông Nam Á cùng cộng đồng trên toàn thế giới lên án một cách kịch liệt, chiêu thức bá quyền núp dưới vỏ bọc hòa bình của Trung Quốc, buộc các nước trong khu vực phải xem xét lại chiến lược đối phó của mình đối với Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết, để đáp lại các động thái hung hăng của Trung Quốc trong thời gian vừa qua ở Biển Đông, Mỹ ngoài việc đưa các tàu chiến cỡ lớn mang tên lửa dẫn đường, thì Hoa Kỳ còn cho Hải quân đưa các tàu thân trắng thuộc lực lượng tuần duyên của Mỹ vào khu vực Biển Đông. Được biết, cách tiếp cận khôn ngoan của Hải quân Mỹ cho thấy đã có hiệu quả rõ rệt và Mỹ đã vây bắt được 13 tàu thân trắng của Trung Quốc. Theo tiết lộ của một chỉ huy hải quân của Mỹ miêu tả thì khi tàu của chúng tôi xuất hiện ở Biển Đông, ngay lập tức các tàu thân trắng của Trung Quốc đã bí mật bám sát phía sau các tàu của chúng tôi và khi thấy tàu của chúng tôi tiến sâu vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở Biển Đông, thì phía Trung Quốc đã cho các tàu thân trắng nói trên lao vút lên phía trên, đồng thời phát đi thông báo yêu cầu tàu của chúng tôi rời khỏi vùng Biển Đông. Và chỉ huy hải quân của Mỹ còn nhấn mạnh rằng tàu của chúng tôi đang hoạt động tại vùng biển thuộc vùng biển chung của thế giới. Cớ làm sao mà tàu của Trung Quốc lại xông lên và hăm dọa? Ngay sau khi phát đi thông báo xua đuổi tàu của chúng tôi, thì tàu của Trung Quốc đã lao lên và đâm húc. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lo ngại đến an ninh và mất an toàn cho tàu của chúng tôi, buộc chúng tôi phải phóng ngư lôi và dàn trận bắt giữ 13 tàu thân trắng của Trung Quốc theo đúng luật pháp của quốc tế. Biển Đông dưới thời của Tổng thống Joe Biden rất được Hoa Kỳ coi trọng và quan tâm, khác hẳn với các đời Tổng thống Mỹ khác. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ dường như đã được cởi trói. Trong thời gian gần đây, Lầu Năm Góc liên tục điều hạm đội 7, hạm đội Thái Bình Dương cho các tàu chiến, tàu sân bay USS có tên lửa dẫn đường, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, cùng lính thủy đánh bộ xuất hiện dày đặc ở ngoài Biển Đông để ngăn chặn sự bành trướng của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, dưới thời Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ có thể điều các lực lượng hải quân tiến vào Biển Đông bất kỳ lúc nào và luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
việc đập tan hải quân của Trung Quốc và bắt toàn bộ tàu của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông chỉ là chuyện đơn giản với Hải quân Hoa Kỳ ở thời điểm hiện tại. Thậm chí các tàu tuần duyên, tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ còn áp sát các đảo do Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở ngoài Biển Đông, ở khoảng cách 12 hải lý, trực tiếp thách thức đến sự bành trướng vô lý và đầy thủ đoạn nham hiểm của Trung Quốc. Theo tiết lộ của một đô đốc hải quân của Hoa Kỳ cho biết, trong thời gian sắp tới, Mỹ sẽ điều rất nhiều tàu chiến để tiến vào Biển Đông một cách dày đặc hơn và thể hiện cứng rắn hơn với cả phía Trung Quốc sau khi cảnh báo phía Bắc Kinh về các hành vi cản trở hoạt động khai thác dầu khí đối với cả các nước trong khu vực. Thưa quý vị, lãnh đạo Lầu Năm Góc cam kết sẽ đối phó chiến lược với chiến tranh không tiếng súng với cả Trung Quốc bằng cách xây dựng cách tiếp cận cụ thể nhằm đối phó với các tàu bán quân sự và tàu tuần duyên. Người ta gọi là tàu thân trắng của Trung Quốc ngày càng hoành hành ở ngoài Biển Đông và gần đây nhất Trung Quốc đã bị Mỹ bắt giữ 13 tàu thân trắng để cảnh cáo cũng như răn đe. Điều này cho thấy sự leo thang căng thẳng đáng kể. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã mời ông Duterte, Tổng thống của Philippines, gật đầu đồng ý bắt tay với cả các công ty dầu khí Trung Quốc, cho phép phía Trung Quốc điều con người và máy móc đến vùng biển của Philippines để khai thác dầu khí theo tỷ lệ ăn chia là 40-60. Và Trung Quốc nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ bắt tay khai thác dầu khí chung với các công ty của Trung Quốc. Cho nên Bắc Kinh muốn gây căng thẳng để đuổi các công ty nước ngoài ra khỏi vùng biển của chúng ta. Nhưng Bắc Kinh không hề biết rằng chúng ta chỉ chọn các công ty nổi tiếng trên thế giới như tập đoàn ExxonMobil của Mỹ hay tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga hoặc là các công ty dầu khí của Ấn Độ và Nhật Bản, chứ không bao giờ chọn các công ty tập đoàn của Trung Quốc. Bởi vì các dự án liên quan tới các nhà thầu Trung Quốc hay chủ đầu tư Trung Quốc thường dẫn tới đổ bể vì Trung Quốc thường nói một đằng và làm một nẻo. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông vẫn còn rất dậy sóng bởi vì một bên phía Trung Quốc luôn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông, còn phía Mỹ thì luôn ra sức ngăn cản các hành động ngang ngược và ngông cuồng của phía Trung Quốc. Trong thời gian sắp tới, chắc chắn các diễn biến về Biển Đông sẽ vẫn còn rất phức tạp và khó lường. Đụng độ dữ dội, hải quân của Pháp đâm bẹp một tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, hải quân của Pháp đã điều động tàu chiến hiện đại bậc nhất của thế giới, mang theo tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông để đi qua eo biển Đài Loan, trong bối cảnh Biển Đông đang hết sức cẩn thận. Nhận được tin mật báo, ngay lập tức phía Trung Quốc đã điều rất nhiều tàu chiến cùng 3 nhóm tàu hộ tống bí mật theo dõi con tàu chiến của Pháp nói trên khi phát hiện chính xác con tàu chiến của Pháp tên là Charlie đi qua eo biển của Đài Loan để tiến vào Biển Đông. Ngay lập tức, Trung Quốc đã phát đi thông báo lớn tiếng phản đối sự hiện diện của tàu chiến Pháp Charlie. Song theo tiết lộ của một vị chỉ huy hải quân của Pháp cho biết, tàu chiến hiện đại bậc nhất thế giới Charlie của chúng tôi chỉ đang thực hiện hoạt động đi lại thường xuyên trong khu vực Biển Đông nhằm đảm bảo các quy định hàng hải quốc tế được thực thi đầy đủ theo đúng luật pháp quốc tế. Được biết, tàu chiến của Pháp vẫn thực thi đi qua eo biển Đài Loan để tiến vào Biển Đông. Ngay lập tức, các tàu của Trung Quốc đã tăng tốc bẻ lái, lao vút đi song song với tàu chiến của Pháp. Thậm chí có lúc còn tăng tốc vượt mặt để cắt ngang con tàu của Pháp, theo miêu tả của vị chỉ huy hải quân của Pháp trên con tàu Charlevoix Paul cho biết. Lúc đó, chúng tôi đã thấy những nhóm tàu của Trung Quốc rất hung dữ. Chúng đã bất chấp nguy hiểm lao cắt mặt con tàu chiến của chúng tôi, buộc chúng tôi phải phát đi cảnh báo nguy hiểm. Nhưng dường như nhóm tàu của phía Trung Quốc nhất quyết xua đuổi tàu của chúng tôi, buộc tàu Pháp phải đưa ra phương án cứng rắn, đó là cho thủy thủ đoàn tăng tốc đâm chính diện một con tàu của Trung Quốc để cảnh báo cú đâm làm bẹp thân tàu của Bắc Kinh. Ngay lập tức, nhóm tàu của Trung Quốc đã bật vòi rồng và phun lên con tàu Charlie của chúng tôi. Tuy nhiên, sau một cuộc đụng độ dữ dội thì nhóm tàu của phía Trung Quốc đã bất lực và bỏ cuộc rời khỏi vị trí để cho con tàu Charlie của chúng tôi đi vào Biển Đông. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết Pháp là đồng minh của Mỹ và vẫn sẽ là như vậy. Nhận thấy Biển Đông trong thời gian vừa qua hết sức căng thẳng, nguyên nhân chính là do phía Trung Quốc gây ra. Pháp chỉ trích rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã quá tham lam khi muốn thôn tính Biển Đông, muốn thực hiện mưu đồ độc chiếm 90% diện tích của Biển Đông. Pháp chỉ ra rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã ngang nhiên tự lập, tự vẽ ra và tự thừa nhận bản đồ đường lưỡi bò,
Con đường lưỡi bò này chiếm trọn gần 90% diện tích của Biển Đông và trên thế giới không một ai, không một nước nào thừa nhận cái bản đồ đường lưỡi bò của phía Trung Quốc bởi vì nó cực kỳ vô lý mà phía Trung Quốc tự vẽ ra. Ngoài ra, trong thời gian dài vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã cho một nhóm tàu hung dữ tiến vào Biển Đông để xâm phạm đến vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Malaysia, Brunei để thực hiện những yêu sách vô lý và vô căn cứ ở ngoài Biển Đông. Vì vậy, chúng tôi là đồng minh của Mỹ, chúng tôi có sứ mệnh cao cả, đó là bảo vệ và giữ gìn hòa bình ở Biển Đông. Việc hải quân của chúng tôi có sự hiện diện ở Biển Đông để khẳng định rằng Pháp luôn coi trọng hòa bình và bảo vệ hòa bình. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Bộ Quốc phòng và Hải quân của Pháp đã yêu cầu phía Trung Quốc nên tuân thủ các luật pháp của quốc tế, nên tôn trọng các nước trong khu vực và tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế, đặc biệt là yêu cầu phía Trung Quốc thực hiện đúng các công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Nếu không, Trung Quốc sẽ nhận được một kết cục không mấy tốt đẹp. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, Pháp không có chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có quyền cho tàu thuyền đi lại qua vùng Biển Đông một cách tự do, vì Biển Đông là của chung thế giới, chứ không phải của riêng Trung Quốc. Việc nhóm tàu của Trung Quốc vô cớ xông ra hăm dọa tàu chiến của Pháp là không thể chấp nhận được. Tờ báo New York Times của Mỹ còn nhấn mạnh rằng Trung Quốc có thể bắt nạt và không bị phản ứng với các nước nhỏ, còn khi động vào các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc thì Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm ở ngoài Biển Đông ngay tức khắc. Thưa quý vị, có một cái tin rất hay do tờ báo France Post của Pháp cho biết Trung Quốc đã dùng tiền, dùng kinh tế để mua chuộc Pháp, nhưng Bắc Kinh vẫn không thể ngăn Pháp hành động trên Biển Đông. Tờ báo trích dẫn bằng việc ký kết hàng loạt các hợp đồng kinh tế, nhưng Trung Quốc vẫn khó lòng ngăn cản được Pháp có những hành động ngăn chặn Bắc Kinh bành trướng ở Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam buổi sáng ngày hôm qua cho biết, trong những chuyến thăm gần đây tới Thượng Hải và Bắc Kinh nhằm giúp các tập đoàn kinh tế của Pháp ký kết hàng loạt các thỏa thuận thương mại với cả phía Trung Quốc, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đã thận trọng, không công khai chỉ trích hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Do đó, không ngạc nhiên khi trong tuyên bố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình vào tuần qua, Pháp không hề đề cập tới tình hình trên Biển Đông, đó là một điều cực kỳ khôn ngoan của người Pháp. Đáng nói trước đó, Trung Quốc đã có tuyên bố cảnh báo Tổng thống Pháp không nên động chạm tới vấn đề Biển Đông. Cụ thể, Phó Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông Zhu Jin đã nhấn mạnh Pháp không nên đóng vai trò quấy rối ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, cũng như không điều động tàu chiến tiến vào vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền phần lớn diện tích trên Biển Đông thông qua cái gọi là đường chín đoạn. Thậm chí trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo phi pháp ở ngoài Biển Đông và tiến hành quân sự hóa trái phép các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền vô lý đó. Trên thực tế, những năm gần đây, Pháp đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Thậm chí Pháp còn tham gia cuộc chơi của phía đông kênh đảo Suez nhằm kiềm chế Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng tương tự như chiến lược ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Mỹ. Cụ thể, Hải quân của Pháp điều động rất nhiều chiến hạm và tàu chiến tiến vào Biển Đông, trung bình từ 5 đến 10 lần trên một năm. Và mỗi lần đi vào Biển Đông, các tàu chiến bằng tên lửa dẫn đường của Pháp đã đi qua eo biển Đài Loan. Và mỗi lần đi qua eo biển Đài Loan, phía Trung Quốc đã lớn tiếng phản ánh và phản đối kịch liệt những hành động của tàu chiến Pháp. Song Pháp khẳng định các tàu thuyền của nước này chỉ hoạt động đi lại thường xuyên trong khu vực theo đúng luật pháp quốc tế. Đối với giới chức Pháp, sự hiện diện của hải quân nước này ở khu vực biển Ả Rập cho tới vành đai Thái Bình Dương và nhằm duy trì hoạt động tại vùng biển mở, đảm bảo tự do hàng hải và tôn trọng luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, theo tờ báo France Post của Pháp cho biết, trong một văn bản chính thức có tên là Pháp và an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Bộ trưởng của Pháp, ông Franck Riester, đã nhấn mạnh rằng
Ấn Độ và Thái Bình Dương hiện là khu vực căng thẳng xuất phát từ hành động thách thức của một số quốc gia liên quan tới Công ước về Luật Biển và Công ước của Liên Hợp Quốc. Và ông chỉ ra rằng đích danh nước mà gây ra căng thẳng đó chính là Trung Quốc. Văn bản còn viết tại Biển Đông, hoạt động cải tạo quy mô lớn và quân sự hóa trên các thực thể đang xảy ra tranh chấp chủ quyền đã và đang làm thay đổi hiện trạng ở khu vực, cũng như làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua. Thậm chí, Pháp còn chỉ đích danh tham vọng độc chiếm và bành trướng quân sự của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Cụ thể, trong phiên điều trần trước Hạ viện của Pháp hồi tháng 9 vừa rồi, Tham mưu trưởng Hải quân của Pháp Đô đốc Admiral Pierre Vandier cho biết tham vọng của Trung Quốc là mở rộng địa bàn hoạt động tới Ấn Độ Dương. Cũng theo ông Admiral Pierre Vandier, thì những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là vi phạm luật pháp hàng hải quốc tế và các phán quyết của Tòa án trọng tài của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Pháp còn liên minh với cả Mỹ để thách thức tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong đó, Pháp đã cho nối lại sự kiện đối thoại an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với cả Mỹ. Sự kiện này liên quan tới việc tàu sân bay Charlie của Pháp được điều động tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong những tháng vừa qua. Ngoài ra, Washington và Paris cũng đã nhấn mạnh mối quan tâm xây dựng một mạng lưới liên minh và đối tác chiến lược toàn diện nhằm duy trì ổn định an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và vừa qua, Đô đốc Hải quân của Pháp còn đề xuất một chương trình đó là tuần tra chung trên vùng Biển Đông cùng với Hải quân của Pháp và Australia. Theo chiến hạm của Australia có thể tham gia hộ tống tàu sân bay của Pháp trong quá trình tàu chiến của Pháp hoạt động tại khu vực. Được biết, Pháp, Mỹ và Australia là ba đồng minh thân cận và luôn điều tàu chiến cũng như tàu khu trục tiến vào Biển Đông để dàn mặt Trung Quốc cũng như răn đe Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc nên dừng ngay những hành động bành trướng, ngỗ ngược, ngang ngược và vô lý ngoài Biển Đông đi. Nếu không, liên minh Pháp, Mỹ và Australia sẽ đánh cho Trung Quốc tan tành, nhấn chìm các tàu Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và trả lại cho tuyến hàng hải Biển Đông một cách tự do và mở cửa. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, vào hồi tháng 9 vừa qua, tàu sân bay Charlie của Pháp đã có cuộc huấn luyện cùng với tàu chiến của Nhật Bản, Australia và Mỹ. Sau đó, tàu sân bay Charlie của Pháp đã tiến hành cuộc tập trận chung chống ngầm và bắn đạn thật với hải quân của Ấn Độ. Trong đợt diễn tập thường xuyên tại Biển Đông, chiến hạm của Pháp đã hoàn thành sứ mệnh cao cả ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với cả phía Singapore. Thưa quý vị, một điều rất đáng mừng đó là trong suốt thời gian vừa qua, Trung Quốc bành trướng ngang ngược ngoài Biển Đông đã bị các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Ấn Độ, Australia và Liên minh châu Âu, Anh thì bây giờ có cả Pháp cũng đã điều tàu chiến vào Biển Đông vì Pháp là đồng minh của Mỹ, Nhật Bản, Australia. Theo các nhà quan sát cho biết, phía Trung Quốc đã rất tức giận khi thấy tàu chiến của Pháp đi qua eo biển Đài Loan và tiến vào Biển Đông. Chắc chắn trong thời gian tới, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ có những phản ứng gay gắt, cũng như có những hành động đáp trả kịch liệt với cả hải quân của Pháp. Mưa bão kéo dài bất ngờ xuất hiện nhiều hơn, đã có mưa lớn ở tại nhiều vùng miền núi, ở những vùng rất khô và gần như là trải dài trên lãnh thổ của Trung Quốc. Một lãnh thổ rộng lớn nhất của thế giới không chỉ xuất hiện những đợt mưa to mà còn luôn xuất hiện những đợt mưa lớn kéo dài, rất dài. Ngoài ra, lũ lụt ảnh hưởng đến 28,5 triệu người. Hầu hết các nước phương Tây ước tính thực tế có khoảng 3,74 đến 4 triệu người. Những trận lũ lụt thiên tai mà đất nước phải gánh chịu là cực kỳ nghiêm trọng khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên đất nước này. Bắc Kinh hiện tại và bây giờ đã trở thành một trong những thành phố chết của Trung Quốc vì tình hình dịch bệnh bắt đầu bùng phát trở lại. Những cơn mưa dai dẳng như chút nước từ đầu tháng trước tới nay ở các tỉnh miền Trung và miền Nam của Trung Quốc, tình hình của đất nước Trung Quốc sau một đợt hạn hán kéo dài kỷ lục tại Trung Quốc được lên sóng lịch sử trong vòng 40 năm qua. Thời tiết bất thường ở một vùng rộng lớn của thượng nguồn sông Dương Tử, từ Tây Tạng đến Tứ Xuyên, rồi đến Trùng Khánh và Vũ Hán, rồi bất ngờ thời tiết lại thay đổi một cách đột ngột. Kể từ đầu tháng trước cho đến nay, lượng mưa vẫn chưa ngừng nghỉ trên đất nước và vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Đất đai ở nhiều miền núi bị khô cạn lâu ngày không có nước. Những trận mưa to đã ngấm nước dẫn đến sạt lở nghiêm trọng, kèm theo lượng phù sa quá lớn do cơn lũ đổ về khiến cho dòng nước lũ dâng cao bất thường tại sông Dương Tử, gây nên cảnh lũ lụt lịch sử, làm cho số người chết tăng vọt lên 145.000 người chỉ sau một đêm.
Hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại huyện Tây Nam của Trung Quốc, khiến cho đường xá bị san lấp và một đập thủy điện đã bị vỡ. Một đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng này ở một huyện tự trị tỉnh Tứ Xuyên. Có thể thấy, một lượng lớn cây cối, đất đá đã tụt xuống và chắn ngang một con đường. Trong lúc hàng triệu người dân thi nhau chạy khỏi Trung Quốc vì trước mắt họ là hố tử thần. Sau đó, người dân đồng loạt quỳ gối cầu trời khấn Phật. Lượng nước khổng lồ trong hồ chứa dẫn đến con đập thủy điện phải xả lũ. Từ sự vụ đau thương kia đã cho chúng ta chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Nhiều ngôi nhà của người dân thường ở chân đồi đã bị chôn vùi. Lở đất kèm theo nước lũ dâng cao khiến cho con đê trên sông Chu Linh bị vỡ và gây nên mất điện ở trạm thủy điện Mai Long. Theo đài quan sát Tứ Xuyên, nhiều chiếc ô tô đậu gần nhà máy điện cũng bị cuốn trôi xuống sông và phòng điều hành của trạm thủy điện bị cuốn bay trong trận lở đất lúc 14 giờ chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương Bắc Kinh. Theo thống kê của Ủy ban khắc phục lũ lụt thiên tai, đã có hơn 300 người chết và mất tích, gần 7.000 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị chôn vùi và cuốn theo dòng nước lũ, hàng triệu tài sản hoa màu bị thiệt hại, ước tính lên đến 30 tỷ nhân dân tệ. Chính quyền tự trị thông báo gần 50.000 mét khối đất đá đã chắn ngang một con sông tạo thành một hồ nước lớn, gây nguy hiểm cho nhiều người dân đang sinh sống ở đây. Đến sáng nay, giao thông vận tải trên tuyến đường này đã và đang bị tắc nghẽn. Chính quyền nơi đây đang lên kế hoạch xử lý 50.000 khối đất đá để tìm kiếm những người bị chôn vùi trong lòng đất. Cảnh sát giao thông được triển khai ở hai đầu lối ra và hướng vào giúp phương tiện di chuyển sang một con đường khác. Hơn 1,7 triệu người ở khu vực gồm 7 tỉnh Chiết Giang, Hồ Bắc, Giang Tây, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa bão và sự cố vỡ đập xảy ra. Trong năm nay, lượng mưa trung bình ở khu vực bị ảnh hưởng trong tuần này được ghi nhận cao hơn 53% so với cùng kỳ năm trước và là lượng mưa lớn kỷ lục kể từ năm 1949 cho đến nay. Các giá trị lượng mưa lớn này đã gây nên sự cố ngoài ý muốn cho chính quyền Trung Quốc trong tháng này, đã phá hủy mùa màng và Bắc Kinh đã phải sơ tán 88,2 triệu người. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đợt mưa bão năm nay đã gây ra nhiều tổn thất. Khu vực phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đã và đang phải trải qua những cơn mưa. Khối lượng mưa lớn trên diện rộng kéo dài và gây lũ lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất là 10 triệu người, thiệt hại về kinh tế hàng tỷ nhân dân tệ. Mực nước tại hồ chứa đạt 144 mét vào cuối tuần trước, cao hơn 2 mét so với mức cảnh báo. Lưu lượng nước đổ về tăng từ 20.500 mét khối lên 26.500 mét khối mỗi giây, chỉ sau một ngày đã làm dấy lên những lo ngại về cấu trúc của các con đập đang đứng trước sức ép vô cùng lớn. Người dân cần phải được sơ tán ngay lập tức. Tin đồn về việc đập Tam Hiệp sắp vỡ trên các phương tiện truyền thông phương Tây như đang đổ thêm dầu vào lửa, buộc chính quyền nhà nước Trung Quốc cần phải lên tiếng. Tờ Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng hôm nay dẫn lời một chuyên gia nhận định đập Tam Hiệp được thiết kế là đủ sức chịu áp lực và được các nhà nghiên cứu về cơ học, kỹ thuật của Trung Quốc nhận định rằng đập Tam Hiệp vẫn đang an toàn kể cả khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175 mét và lượng nước hồ chứa đổ về đạt 75.000 mét khối một giây. Ông lưu ý rằng lượng nước hiện tại cao hơn mức cảnh báo lũ là 2 mét, nghĩa là đập Tam Hiệp phải xả gấp để cân bằng lại. Chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc luôn tạo ra vẻ bên ngoài đất nước mình an toàn, đất nước mình là số 1. Nhưng những người dân nơi đây đã cung cấp cho chúng ta những thông tin mà nếu không có những thông tin này thì chúng ta cũng chẳng biết được rằng đất nước Trung Quốc là như vậy. Đập Tam Hiệp, ông ta nói là vẫn an toàn và sẽ an toàn hay sao? Đúng là hiện tại thì vẫn an toàn, hiện tại vẫn chưa vỡ nhưng trong tương lai chẳng biết khi nào con đập này sẽ vỡ. Vậy mà ông ta dám đảm bảo cho mọi người vẫn an toàn. Tại sao ông ta không cảnh báo cho người dân của Trung Quốc rằng đập này có nguy cơ vỡ để người dân kịp thời đưa ra những biện pháp để phòng chống phù hợp với thiên tai, dịch họa? Đập Tam Hiệp này mà vỡ thì nó rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, không biết vỡ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng đây là chuyện bình thường trong mùa mưa. Nước không phải là thách thức lớn nhất và là số 1 của hồ chứa. Một số chuyên gia cho rằng lời khẳng định của ông Ki Sung, nhà nghiên cứu Viện Cơ học của Trung Quốc giống như mang tính chính trị, chứ không phải là mang tính kỹ thuật của một nhà khoa học. Tân Hoa Xã thì không phủ nhận tin đồn này khẳng định an toàn đập Tam Hiệp. Thay vào đó, cơ quan này phát đi bản tin về số con tàu đi vào đập Tam Hiệp năm 2019 và những thành tựu mà đập Tam Hiệp có thể nhận được đó là lưu lượng điện. Nhưng thay vào đó, họ chẳng bao giờ đăng tin về những thiệt hại cho việc xây dựng đập Tam Hiệp.
kể từ khi xây dựng, động đất xảy ra nhiều hơn, khí hậu thay đổi kèm theo rất nhiều thiên tai mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu. Nhưng truyền thông của nhà nước chẳng bao giờ đưa những thông tin đó. Khi đó, Tân Hoa Xã khẳng định rằng hệ thống thang máy dành cho tàu bè tại đập Tam Hiệp cũng như nhiều cấu trúc khác của nó vẫn an toàn. Năm 2020, có đến 146.000 tấn hàng hóa được vận chuyển trên các tàu qua con đập Tam Hiệp. Theo truyền thông và báo Trung Quốc trích dẫn các bản tin, từ tháng trước cho đến nay đưa tin rằng có hàng chục triệu người đã bị thiệt hại do trận mưa lớn gây ra lũ lụt, lở đất tại miền Nam nước này. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết lũ có tác động đến 2,63 triệu người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn buộc 228.000 người phải di rời và 1.300 ngôi nhà bị phá hủy, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp đến 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 466 triệu đô la Mỹ. Theo Tân Hoa Xã, tại khu vực tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp tỉnh Quảng Tây xác nhận đã có 62 người thiệt mạng và 12 người mất tích sau nhiều ngày mưa lớn. Theo chính quyền địa phương huyện Dương Sóc, một địa điểm du lịch nổi tiếng, lũ bất ngờ về, người dân và du khách phải đi sơ tán gấp. Có 1.000 khách sạn đã bị ngập sâu đến 1 mét so với mực nước và 5.000 cửa hàng bị ngập lụt, hơn 30 điểm du lịch bị phá hủy. Kính thưa quý vị, vừa qua những trận mưa tầm tã đã xảy ra hơn 2 ngày trước đó, khiến cho con đập Tiểu Bá thì không chịu nổi áp lực khủng khiếp đổ về mỗi giờ. Và lúc 7 giờ tối ngày hôm đó đã bị vỡ, khiến hàng tỷ mét khối nước ập xuống như một cơn sóng thần trút xuống các khu vực hạ lưu với vận tốc trên 100 km/h. Chỉ trong vài phút sau đó đã nhấn chìm hàng loạt tỉnh, thành phố xuống dòng nước như một trận đại hồng thủy. Hàng triệu xe cộ các loại cùng hàng trăm cây cầu bị cuốn trôi, hàng trăm ngàn ngôi nhà, xí nghiệp, nhà máy, các cơ sở hành chính dân sự và quân sự ở các tỉnh như Hồ Bắc, Giang Tô, An Huy, Trùng Khánh đã bị phá hủy và chìm trong dòng nước dữ. Hơn 18.000 người dân và binh sĩ bị thiệt hại và mất tích, 2 triệu hecta diện tích lúa hoa màu bị hư hại và ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng trên 24 tỷ đô la. Mưa lũ vỡ đập còn gây ra một vụ sạt lở đất khủng khiếp đã chặn đứng dòng chảy của một con sông ở tỉnh Giang Tô, tạo ra địa chấn lớn đe dọa các ngôi làng kế cận thành phố Ân Thi ở hạ nguồn. Theo SCMP dẫn thông tin từ cơ quan kiểm soát thiên tai và hạn hán thành phố Ân Thi cho hay, hồ chấn hình thành khoảng từ 10 triệu mét khối đất lở trên sông Châu, một nhánh của sông Trường Giang, và sớm ngày hôm sau, đến khoảng 3 giờ sáng, nước từ thượng nguồn tràn qua hồ này tiếp tục ào xuống hạ lưu với vận tốc 2.000 mét khối trên giây. Lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm hơn 120.000 binh sĩ đã được huy động và triển khai để cứu hộ các nạn nhân trong vụ sạt lở đất và khắc phục hậu quả vô cùng thảm khốc trong vụ lở đất lần này. Vụ lở đất đã khiến cho hơn 5.000 người thiệt mạng và hơn 2.000 căn nhà bị vùi lấp, ẩn sau đập Tam Hiệp những con số khổng lồ biết nói và mối nguy hại khôn lường. Mong ước xây dựng một biểu tượng hùng mạnh của Trung Quốc trong thế kỷ 21 để có thể sánh ngang công trình lịch sử Vạn Lý Trường Thành, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bỏ ngoài tai mọi lời can gián, bất chấp cả việc ẩn sau dự án đập Tam Hiệp vĩ đại này là những con số khổng lồ về chi phí thiệt hại. Khi bắt đầu xây dựng vào năm 1994, đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để tạo ra điện nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế chóng mặt của Trung Quốc mà còn để chế ngự con sông dài nhất nước này. Theo hệ tư tưởng đấu trời, đấu đất, đấu người của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đập Tam Hiệp là một trong những đập lớn nhất thế giới, dài 2,3 km và là công trình công cộng gây nhiều tranh cãi trong thời hiện đại. Để bắt đầu, tổng chi phí của dự án này ước tính là 90 tỷ nhân dân tệ, 12,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó chỉ tính riêng cho việc xây dựng là 50 tỷ nhân dân tệ, 40 tỷ nhân dân tệ khác sẽ dành cho việc di rời dân cư sống trong khu vực hồ chứa. Toàn bộ dự án mất gần 2 thập kỷ để xây dựng. Tuy nhiên, trong cuốn sách The Three Dogs Dam, tác giả Thierry Sanjuan Jimmy Bero cho biết, tính cả lãi phát sinh trong quá trình xây dựng và lạm phát, tổng mức đầu tư có thể lên tới 204 tỷ nhân dân tệ, khoảng 28,6 tỷ đô la Mỹ. Năm 1998, hơn 1/3 khoản đầu tư hàng năm của chính phủ đã được phân bổ cho các khoản trả nợ vay hoặc do lạm phát liên quan đến công trình này. Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cung cấp hạn mức tín dụng hàng năm là 3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 450 triệu đô la Mỹ. Từ năm 1990 đến năm 2003, nhiều ngân hàng Trung Quốc, thường là công ty con hoặc đối tác của các ngân hàng quốc gia lớn, cũng cung cấp tín dụng cho dự án này. Do đó, hệ thống ngân hàng trong nước đã tài trợ 2/3 dự án Tam Hiệp với tổng số tiền hơn 140 tỷ nhân dân tệ, khoảng 21 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, năm tổ chức là Banque Nationale de Paris,
Société Générale, tập đoàn ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải HSBC, ngân hàng Dissner của Đức và tập đoàn phát triển xuất khẩu của Canada đã cùng nhau cung cấp tổng cộng 1,1 tỷ đô la Mỹ cho dự án xây đập này. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới từ chối cấp vốn và Ngân hàng xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ từ chối cung cấp bảo lãnh tài chính cho các công ty Hoa Kỳ liên quan đến việc xây dựng con đập nhiều rủi ro này. Một trong những khía cạnh gây tranh cãi nhất của dự án lớn này là chi phí khổng lồ của nó đối với việc di rời những người dân làng đã sống hàng thế kỷ bên bờ sông để dọn đường cho hồ chứa khổng lồ của con đập. Khoảng 1,4 triệu người dân dọc theo sông Dương Tử đã phải di rời. Các nhà khảo cổ học Trung Quốc ước tính rằng hơn 2.000 di tích biến mất, khoảng 1.208 địa điểm khảo cổ đã bị nhấn chìm, bao gồm 30 địa điểm thời kỳ đồ đá có tuổi từ 30.000 đến 50.000 năm, hàng chục hang động thời kỳ đồ đá cách đây gần 4.000 năm, các ngôi mộ có niên đại từ thời nhà Hán từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 2 sau công nguyên và các ngôi đền nhà Minh có từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 17 cũng bị nhấn chìm. Một số chuyên gia ước tính có tới 15.000 di tích lịch sử và tiền sử bị ngập lụt. Tổng cộng, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã yêu cầu 3 tỷ nhân dân tệ, khoảng 420 triệu đô la Mỹ cho mục đích cứu khoảng 10% các di tích. Tuy nhiên, chỉ 1% số tiền được cấp bởi chính phủ Trung Quốc và không có gì từ các tổ chức quốc tế như UNESCO.